Tiếp nối một vấn đề mà chúng tôi đã đưa tin gần đây. Thời điểm vài tháng trước khi mà thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, các nhà nghỉ khách sạn thì phải tạm dừng hoạt động, thì lại có một hình thức mại dâm khác nổi lên nhằm né tránh các quy định phòng dịch. Với tên gọi là Sugar Baby, Sugar Daddy, thì người bán dâm và mua dâm có thể gặp nhau tại nhà riêng, phòng trọ hay là những địa điểm bí mật đã được thỏa thuận trước trên mạng xã hội. Tuy nhiên thì dù núp bóng dưới bất kỳ hình thức nào, thì những hành vi vi phạm pháp luật cũng sẽ bị điều tra xử lý. Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm như vậy, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này. Trang Facebook này là công cụ để vận hành một đường dây môi giới mại dâm trá hình trên không gian mạng. Các thành viên nữ hay còn gọi là Sugar Baby sẽ gửi hình ảnh và thông tin cá nhân của mình cho người quản lý trang Facebook. Sau đó người này sẽ tìm thành viên nam phù hợp và tiến hành ghép đôi cho Sugar Baby và Sugar Daddy gặp nhau để quan hệ tình dục. Khi cuộc gặp diễn ra thành công, ngoài việc Daddy phải chu cấp tiền theo từng tháng hoặc mỗi lần gặp cho Baby, thì đối tượng môi giới cũng sẽ thu phí cả người bán và người mua dâm. Trong group thì sẽ có các bạn nữ là Baby là đang khó khăn thì vào nhờ tôi giúp đỡ để tìm một Daddy để hỗ trợ chu cấp cho hàng tháng ạ. Đối với Daddy thì Daddy trả cho tôi 2 triệu tiền phí kết nối ạ. Còn đối với Baby thì là 1 triệu ạ. Khi mà Daddy và Baby gặp nhau và quan hệ tình dục với nhau lần đầu tiên ạ. Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định có 10 gái bán dâm và 2 khách mua dâm trong nhóm kết nối Sugar Daddy và Sugar Baby Hà Nội do đối tượng này thành lập. Có 2 gói dịch vụ khác nhau tùy theo túi tiền của Daddy. Gói thứ nhất giá 15 triệu, 1 tháng được gặp Baby 6 lần. Gói thứ hai giá 20 triệu, được gặp 8 lần để quan hệ tình dục. Hình ảnh và thông tin cá nhân của những cô gái trẻ được trao đổi, giao dịch không khác gì một món hàng. Những cô gái này thậm chí còn được yêu cầu test Covid-19 âm tính trước khi gặp Daddy. Do dịch bệnh, hầu như các nhà nghỉ khách sạn đều phải chấp hành công tác phòng chống dịch. Thế nên là cái địa điểm hoạt động thực hiện mua bán dâm có thể là nhà của người mua dâm, phòng trọ hoặc là tại nơi trọ, nơi ở của Baby. Thế nên là rất là gây khó khăn nhiều trong các đấu tranh phòng chống và triệt phá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Tú Ông điều hành đường dây Sugar Daddy, Sugar Baby Hà Nội với tội danh môi giới mại dâm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.